Xin chào các bạn, Bản xanh chấm nét hôm nay gửi đến quý vị các bạn cách tăng thứ hạng cho Alexa. Đây là một trong những cách mà các bạn có thể làm tương tự khi là các bạn search web trên Google Western Tool. Bản xanh chấm nét chúng tôi search web rất hiệu quả và không bao giờ giấu giếm những cái cách search web để giúp cho toàn bộ cộng đồng mạng của chúng ta có thể đưa lên những thông tin đến với độc giả. Cách tăng thứ hạng Alexa thì trước hết là các bạn phải đăng ký là thành viên, bước 1. Các bạn sẽ vào trang alexa.com. Các bạn sẽ vào trang alexa.com. Và các bạn đăng ký thành viên. Các bạn đăng ký thành viên, ví dụ như đây là chúng tôi đăng ký với tên là Biển Xanh, Biển Xanh và My Account của chúng tôi đây. Thì bước thứ hai là các bạn sẽ vào dashboard trên alexa.com. Đây là dashboard. Các bạn sẽ vào SSIGN, tức là các bạn đưa cái thông tin trang web mà các bạn muốn sao trên Alexa. Ở đây nó có rất nhiều các cái dịch vụ, các bạn có thể mất 10 đô, 20 đô, 3 và 140 đô cho một tháng thì cái trang web của các bạn tăng thứ hạng rất là nhanh. Thực ra bản chất của Alexa cũng chính là một trang cung cấp các thông tin web một cách thương mại. Thì đối với chúng tôi thì chúng tôi xin gửi các bạn một cách là sao miễn phí, cái nghĩa là free. Các bạn sign up vào đây. Các bạn gõ chữ biển xanh chấm nét. Và các bạn có hai cái lựa chọn. Một là các bạn sẽ copy cái đoạn mã này vào trong cái file trên website của các bạn. Cách thứ hai là các bạn, một trong những cách mà rất là giống cái SEO web trên Google, là các bạn download cái file họ cho xuống. Đó chính là file, bởi vì có đây là chính là file mà Alexa bắt các bạn phải đưa lên trang web của Google. Sau đó các bạn copy cái file này lên hosting của mình. File này với khối dung lượng rất là nhỏ. Sau đó các bạn quay lại trang web. Và các bạn xác nhận file trên trang web và trang web của bạn đã xác nhận thành công. Xong các bạn tiếp tục. Hiện tại trang web của chúng tôi với cách SEO hiệu quả này từ 97.000 xuống vị trí thứ 35.000 ở Việt Nam và từ vị